Lực lượng U23 Việt Nam dự SEA Games 32 có thể thay đổi đáng kể so với giải giao hữu Doha Cup 2023. Loạt trận cúp quốc gia tuần trước và 3 vòng đấu sắp tới của V-League là cơ sở quan trọng để huấn luyện viên Philippe Chaussier có những tính toán điều chỉnh nhân sự cho U23 Việt Nam lần cuối cùng trước khi bước vào giải đấu chính thức. Nhìn vào bản danh sách dự Doha Cup 2023 và những cái tên vắng mặt hoặc bị loại, có thể khẳng định huấn luyện viên Chaussier vẫn còn trong tay những vũ khí bí mật. Dàn cầu thủ từng có kinh nghiệm thi đấu V-League và giải hạng nhất sẽ là những sự bổ sung đáng chú ý trong thời gian tới. Trong khi phàn nàn về kinh nghiệm thực chiến của U23 Việt Nam, huấn luyện viên Chaussier lại gạch tên những cầu thủ được trao nhiều cơ hội ra sân ở câu lạc bộ. Điều này khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của VTC News, đó là tính toán đặc biệt của huấn luyện viên Chaussier. Không phải tất cả, nhưng trong số hơn 20 cầu thủ mà nhà cầm quân người Pháp loại khỏi U23 Việt Nam, có một số nhân tố thuộc diện không cần thử nghiệm thêm. Thay vào đó, huấn luyện viên Chaussier tin rằng việc trở về câu lạc bộ tập luyện rồi thi đấu ở V-League sẽ có ích cho những cầu thủ này hơn. Có tổng cộng 13 cầu thủ bị loại khỏi U23 Việt Nam ra sân ở cúp quốc gia cuối tuần trước. Ở hàng phòng ngự, ông Chaussier có Trần Ngọc Sơn, PVF Công an Nhân dân, Nguyễn Đình Sơn, Nam Định. Hàng tiền vệ là nơi nhà cầm quân người Pháp sẽ có nhiều lựa chọn hơn như Đức Phú, Đức Hoàng, Văn Tùng, PVF Công an Nhân dân, Phi Hoàng, Văn Hữu, câu lạc bộ Đà Nẵng, Xuân Tiến, Mạnh Quỳnh, Nam Hải, Văn Bách, Sông Lam Nghệ An, Thái Sơn, Đông Á Thanh Hóa. Hàng tiền đạo vẫn còn đó những Văn Tùng, Hà Nội FC, Nguyên Hoàng, PVF Công an Nhân dân, Vĩ Hào, câu lạc bộ Bình Dương, Đình Duy, câu lạc bộ Đà Nẵng, Đình Bắc, câu lạc bộ Quảng Nam. Không ít cầu thủ trong nhóm này vừa được triệu tập ở đợt tập trung đầu tiên nhưng rồi bất ngờ bị loại. Một số nhân tố trong danh sách kể trên là những người gây ấn tượng trong quá trình tập luyện như Đình Sơn, Thái Sơn, Văn Hữu, Đình Duy hay Văn Tùng. Ông Chaussier xác định rằng các học trò cần ưu tiên thời gian và cơ hội nếu được tạo điều kiện ra sân ở V-League và giải hạng nhất quốc gia trong màu áo câu lạc bộ chủ quản. Vấn đề của U23 Việt Nam không phải là trình độ chuyển môn yếu kém. Các cầu thủ vẫn còn trẻ, chưa chứng minh được nhiều điều và hiếm có người nào là trụ cột của câu lạc bộ như lứa cầu thủ đàn anh trước đây. Thiếu kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao mới là bài toán khó giải. Chỉ có Đình Duy, Văn Hữu, Phi Hoàng được xem là những cái tên không thể thay thế với huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Nam Hải và Xuân Tiến cũng thường xuyên được trao cơ hội ở câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Tại câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân, các cầu thủ trẻ lại có rất nhiều cơ hội thi đấu và họ luôn ở trong tầm mắt của huấn luyện viên Chaussier. Đích thân thuyền trưởng của U23 Việt Nam đứng chờ tiền đạo Võ Nguyên Hoàng để có trao đổi riêng. Ở trận đấu giữa PVD Công an Nhân dân và câu lạc bộ Đà Nẵng, Nguyên Hoàng lập cú đúp với hai pha dứt điểm chất lượng. Anh mới trở lại sau chấn thương nặng gần một năm qua. Nhưng năng lực của tiền đạo quê Đồng Tháp là điều không phải bàn cãi. Với những cầu thủ đang được ra sân tại V-League và giải hạng nhất quốc gia, họ là nguồn tài nguyên để dành với huấn luyện viên Chaussier. Ông thầy khó tính không cần quá nhiều bài kiểm tra. Chỉ cần học trò chơi tốt, thể hiện được năng lực ở cấp độ câu lạc bộ và cho thấy sự phù hợp với triết lý của U23 Việt Nam, huấn luyện viên Chaussier sẽ lập tức trao cơ hội.